Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Mình đang từ từ bá đạo mọi người nha. Xin anh em một game poker đại chiến nha, mình đang từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật thời tiết mới nhất anh em và vui chơi ở con nào top 1 server S999 các bạn. Ok, giờ không dài dòng anh em, việc đầu tiên đó là thời tiết anh em. Hôm nay thì trời đẹp, có gì nào, có tuyết nhiều, có mưa rông anh em này. Luza trở lại anh em, sự trở lại của Luza và viện trợ Kagiram. Tôi hết vé rồi anh em. Tuyết nhiều 12h39 đến 14 à 13h39 anh em nhá, 12 giờ đến 1 giờ chiều đấy. Anh em cái thủ này thời gian này thì có con Zero anh em, còn đâu mưa rông thì từ 18h57 đến 20h57. Tối nay lại có Luza rồi các bạn ạ. Thấy mưa rông ta lại thấy không? Ừ, mưa rông ta lại thấy Luza anh em. Thấy tuyết nhiều ta lại nhớ đến KQM ấy. Cái giờ hết vé rồi anh em, không bắt được, không bắt được mấy cháu này rồi. Qua nghe bảo ông anh tôi mà đi bắt bộ đôi đi Nateos chúng ta. Nhìn như bảo hết vé rồi, không hết vé rồi, hết vé rồi, y chang một cảnh anh em. Ok thì xong qua một hồi thời gian suy nghĩ thì ông anh tôi quyết định cho vua kiếm lên nô chơi luôn anh em. Đó, thấy ra pro luôn các bạn này. Đây, pro dính riêng của cháu đó anh em nhá. Nói chung thì giờ là mát bá luôn các bạn. Đấy, giờ quẩy server là mát bá luôn các bạn, không có gì phải bán cá luôn. Đây. Mà chơi kiểu nuôi thôi chứ không ấy anh em. Đó, giờ bắt đầu mới nuôi dần. Đấy, nuôi dần đẩy dần. Ok, thế nào? Hôm nay chúng ta có gì để nâng cấp không? Một tay dép full rồi. Có võ đài anh em. Võ đài tối qua tôi ngồi tẩy xương xương lại rồi. Đây, tối qua tôi cũng tẩy được mấy dòng chính lên lại rồi anh em. Đó. Sáng nay chắc đi tẩy bạo à. Đấy, 3%. Ô kìa. Ô kìa. Để mấy cái dòng dưới này anh em tẩy nó khó cực kỳ, các bạn biết sao? 18 này gần như hai cái, các bạn phải tẩy lên 15 thì nó mới cho lỗ ạ. À. Không là nó không cho lỗ đâu. Đó, lên 12, lên 17. Đấy thấy không? Lên 13 vẫn cho lỗ được nha. Đó, đó phải lên nữa nó mới cho lỗ mà. Tôi tẩy nhiều tôi hiểu. Anh em phải tẩy cho nó thật cao thì nó mới nổ được ạ. À. Đấy. Tẩy mấy dòng bạo kích này cũng ngon. Mấy dòng phần trăm, chỉ số phần trăm này anh em nhìn thì vậy thôi, trên đâu thực ra tẩy được thì rất là ngon luôn. À, thì ra cái dưới này, chỉ cần nổ cái dưới này nữa là ok à. Cho nổ luôn anh em, cho lên hai cái luôn. Rồi, đấy, cho lên hai cái luôn, núp cho nó khỏe các bạn. Lên núp luôn hai cái cho nó khỏe. Rồi chờ cái dưới nó thôi gì. Rồi lên luôn. À đủ. Cái trên 62 rồi mới khổ các bạn. Ừ đấy, được của nó anh em. Được của nó các bạn. Được của nó, rồi. Cái này còn dòng speed à? Speed này.
chỉ anh em thì một số bạn xem tôi quên, vì tôi quên tôi dùng mẹo, tôi quên không nói anh em. Mà qua cái mẹo đột phá thì thực ra là anh em đột phá cùng lúc hai ba con, à hai ba con bé cùng lúc ấy, thì là tỷ lệ nó nổ nó ra cao hơn là bình thường các bạn. Ví dụ các bạn mà bây giờ cứ đột phá liên tục một con thôi, anh em thấy có khi cả 500 đá chưa chắc đột ra được một dòng, nhưng mà các bạn cứ thử tẩy độ khoảng hai ba con cùng lúc á, một con nhấp một hai phát thôi, ví dụ như hột cái con này con kia cứ kiểu như vậy, anh em tẩy kiểu gì nó cũng sẽ cao hơn, các bạn phải thử. Qua làm tôi ghi tiêu đề là ấy nhưng mà quên không hướng dẫn ký anh em đó, quá quên không nói ở cái bộ tẩy này. Ví dụ như các bạn đột phá đấy nhá, không anh em đột phá cho này khoảng hai ba cái thôi, sang nhà mình nhảy qua một cháu khác cũng tương tự đấy, nhưng mà này đang đột phá ô này, đấy, cả hai cháu này toàn đột phá hai cháu này cùng lúc, thì các bạn cứ nhấp mỗi cháu một hai cái thôi đó. Xong anh em nhìn thấy đoạn nào bụi con này bùng ra lô chiến ấy mà nó không nổ được ấy, thì bắt đổ con này tẩy đi, kiểu gì con này cũng nổ được đó, mẹo nó vậy thôi anh em, đơn giản thế. Ok, giờ chúng ta sẽ test vua kiếm nha. Đây anh em, vua kiếm 671k lực chiến các bạn, vào PK. Đây anh em, tôi xem là ông anh tôi đang đặt đội gì. Đây. Ok xem nào, 28 dương à, bàn tay vàng cho màng mở nào. Ui, giờ ra được mấy cái ấy thôi anh em, xem là có nói nào được không. Đây được cái nói này khảm tí thôi anh em, hết.
toàn lâng ạ. Tôi nâng HP lên tí anh em, tại thế thôi, nâng lên tí đã, tôi tính sau. Lên được 2 triệu chưa, sáng nay cố lên 2 triệu thôi nào. 1.999.999 các bạn, cay thế nhà, để tí tôi lâng xem nào, xem gì có lâng không anh em nhá. Ok, tạm thời chưa có gì lâng anh em, thôi để chiều lâng sau anh em, nhưng mà hôm nay thì có cái này lâng được ngon anh em nhá, long nha. Ok, ủa? Cộng 1. Ồ, vậy thiếu một cái nữa anh em, thiếu một cái cộng 1 nữa thì bắt đầu đủ ạ. À. Tôi tính đủ rồi mà hát còn thiếu anh em. Cay thế nhỉ, thêm cái cộng 1 nữa là mới đủ anh em, đẩy phát cộng 8 luôn đó anh em. Cái đó để ngày mai lâng, nói chung thì sáng nay quẩy qua sương sương nha anh em. Đấy, cháu vua kiếm ngày thứ hai đây anh em, đấy sau khi đổi các bạn. Đó, rất ok luôn anh em, thấy sao với cháu này, comment cho video tôi biết nha. Còn đầu clip ngày hôm nay tôi xin phép thúc anh em tới đây. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha, cảm ơn cho video kênh Tiểu Tử Ba Đạn rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha, bye bye.